khi được chào đón tất cả các bạn đã đến với bản tin tổng hợp Cutech 360 số tháng 7. Quý vị và các bạn thân mến, tháng 7 thường được biết đến là tháng của những niềm yêu và mình nhớ, nên hẳn những dấu chân tình nguyện của các chiến sĩ mang màu áo xanh của tuổi trẻ. Bên cạnh đó thì Cutech lại càng thêm nhộn nhịp hơn bởi các hoạt động, các cuộc thi và các sân chơi giúp cho các bạn sinh viên có thể được khẳng định và thể hiện được bản thân mình. Và bây giờ thì hãy cùng với Mỹ Linh điểm qua một số tiêu điểm chính trong tháng 7 vừa qua nhé. Ngày 3 tháng 7, đông đảo thực khách đã đến với nhà hàng Lá Việt đặt tại trụ sở 475A để thưởng thức những món ăn ngon, dân dã và đậm chất phương Nam. Đây chính là đồ án tốt nghiệp của sinh viên khóa 2014 ngành quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống Cutech. Toàn bộ khâu lên ý tưởng, bài trí, chế biến, tiếp đón và phục vụ đều do chính các bạn sinh viên thực hiện. Trước đó thì sinh viên du lịch nhà hàng khách sạn từng để lại ấn tượng sâu sắc với hàng loạt các sự kiện như đồ án From Mr. Night, tiếp dạ hội Restaurant Night Pet and Reason và dự án mô phỏng tiệc cưới Wedding Event. Vừa qua thì cuộc thi tìm kiếm những tài năng trẻ cho ngành ẩm thực đã chính thức được khép lại. Đại diện trường Cutech, thí sinh Phạm Đình Mạnh đã chinh phục được các vị giám khảo chuyên môn, đem về giải áo quân đầy tự hào và lần nữa khẳng định dấu ấn của sinh viên Cutech tại các cuộc tranh tài đầy thách thức. Tối ngày 25 tháng 7, Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ trao giải thưởng Top ICT Việt Nam 2018, tự hào nằm trong số 49 đơn vị được vinh danh. Khoa Công nghệ Thông tin Cutech là đơn vị đào tạo công nghệ thông tin hàng đầu của Việt Nam với chất lượng và mô hình đào tạo thực tiễn, đặc biệt là việc triển khai các hoạt động kết nối doanh nghiệp. Ngày 20 tháng 7, với sự kiện khoa học công nghệ lớn nhất năm, Ngày hội sáng tạo Cutech năm 2018, diễn ra với sự tham gia của đông đảo các giảng viên, sinh viên nhà trường cùng các công ty, doanh nghiệp và các trường đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trong khuôn khổ ngày hội, hai diễn đàn khoa học là Hội nghị khoa học công nghệ, Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học đã diễn ra sôi nổi. Cũng tại đây, các doanh nghiệp đã dành tặng nhiều suất học bổng có giá trị cho các bạn sinh viên. Đặc biệt, người tham dự có thể đến 11 tiểu ban thuộc hai phân ban chính là phân ban kỹ thuật công nghệ và phần ban kinh tế xã hội. Đây là cơ hội giao lưu cho những ai đam mê nghiên cứu khoa học với những nhà nghiên cứu, chuyên gia, sinh viên đã đạt thành tích cao trong các cuộc thi học thuật uy tín ở các lĩnh vực khoa học. Bên cạnh những hoạt động đang diễn ra nhộn nhịp tại Cutech thì hơn 1.000 chiến sĩ mùa hè xanh đang sống hết mình với những tháng năm của tuổi trẻ bằng những hành động thiết thực và ý nghĩa tại các mặt trận Bến Tre, Thành phố Hồ Chí Minh và Gia Lai. Vừa qua thì gần 100 sinh viên khoa dược đã xách ba lô lên và đi về cao nguyên Di Linh thuộc tỉnh Lâm Đồng để thực hiện các hoạt động thiện nguyện trong khuôn khổ chương trình Hè kết nối Connect Summer. Những trái tim tình nguyện của dược Cutech đã tiếp tục lan tỏa tình yêu với hơn 600 em nhỏ tại trường tiểu học Tân Châu 1 thuộc huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Chính thức ra quân thực hiện nhiệm vụ từ ngày 15 tháng 7 năm 2018, hơn 1.000 chiến sĩ mùa hè xanh Cutech 2018 đã gặt hái được những cỏ ngọt đầu mùa tại các mặt trận Gia Lai, Thành phố Hồ Chí Minh và Bến Tre. Trở lại Gia Lai sau 8 năm, bằng sự sôi nổi và nhiệt tình, các chiến sĩ Cutech đã mang đến những tiết học, giờ giao lưu thú vị cho các em nhỏ trường làng xa xôi. Ngoài ra, các chiến sĩ còn dọn dẹp vệ sinh, phát hoang cỏ dại, sân sửa phòng học, vẽ trang trí các bức tường đã cũ để những buổi học tiếp theo của các em sẽ được diễn ra trong một không gian đậm sắc màu trẻ thơ, sạch sẽ và tươm tất hơn. Với phương châm chung tay góp phần giúp Sài Gòn đẹp hơn mỗi ngày, 500 chiến sĩ đã hoàn thành cải tạo, mang đến diện mạo mới sạch sẽ hơn cho những con rạch ô nhiễm nhất Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Song song đó, các hoạt động thường xuyên như tổ chức các lớp ôn tập hè, sinh hoạt thiếu nhi, trực chốt giao thông, dân vận bảo vệ môi trường, dọn dẹp vệ sinh đô thị, thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách cũng được ban chỉ huy chiến dịch và các chiến sĩ liên tục được triển khai, duy trì theo đúng kế hoạch được giao. Bước vào chiến dịch mùa hè xanh Cutech năm 2018 thì hành trang mà tất cả các bạn sinh viên mang theo đó chính là sức trẻ, sự nhiệt huyết trong lồng ngực và nụ cười thì luôn rạng rỡ trên môi. Và sức trẻ ấy sẽ còn sục sôi hơn nữa trong chặng cuối của cuộc hành trình mang tên chiến dịch mùa hè xanh Cutech năm 2018. Các bạn hãy cùng chờ xem những phần việc ý nghĩa của tất cả các bạn đấy nhé. Còn bây giờ thì Cutech 360, nhịp sống trẻ, nhịp sống sinh viên. Xin chào và hẹn gặp lại!